Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc thơ suy ngẫm đừng cười của kênh Văn hóa và Lịch sử. Trong buổi tối ngày hôm nay, kênh Văn hóa và Lịch sử xin chia sẻ với các bạn hai bài thơ. Bài thơ thứ nhất với nhan đề Đất mẹ làng Chương, và bài thơ thứ hai với nhan đề Nói với con. Xin mời các bạn cùng đón nghe. Bài thơ thứ nhất, Đất mẹ làng Chương. Tuổi thơ tôi đã có những tháng ngày, sáng đi học, chiều chăn trâu cùng bạn, chơi diễn kịch, cưỡi trâu ngoài đồng láng, đứa vào vai quân lính, đứa vai quan. Tuổi thơ tôi chạy dưới nắng hè sang, nghe tiếng hú gọi nhau ngoài cây khế, mấy đứa bạn hai quả tay khe khẽ, chát ngọt chua vị quê được trong lòng. Tuổi thơ tôi quen khói bếp cay nồng, củ khoai nướng ngai ngái mùi rơm rạ, người hàng xóm kể chuyện đời rôm rả, giọng thật hay chuyện ngày xưa ngày xưa. Tuổi thơ tôi ưa tắm dưới cơn mưa, bước chân sáo mặc quần đùi chân đất, tính ngộ nghĩnh trẻ con quê chân thật, nghèo mà vui ai đã sống như tôi. Tuổi thơ tôi trèo lên những đỉnh đồi, hái rau dại tìm quả sim quan tượng, đời giản dị mà thấy mình vui sướng, ngày tháng trôi nỗi nhớ chẳng thể nguôi. Tuổi thơ tôi năm ấy tuổi lên 10, đám trẻ nhỏ kết tình thân hàng xóm, đôi khi giận chúng gọi là đồ nỡm, thân thì thương không vừa ý là xù. Tuổi thơ tôi như cánh diều vi vu, uống nước lã nước riêng làng trong vắt, ngồi tụm lại dưới gốc đa hóng mát, dõi nhìn theo đàn chim lạ bay về. Tuổi thơ tôi dầm cơn rét tái tê, đi đánh rậm kiếm con cua con bống, nồi canh chuối bát cơm rang hâm nóng, sưởi ấm lòng những đứa trẻ nhà quê. Tuổi thơ tôi tập xe đạp trên đê, xem chiếu bóng mà ngỡ mình có võ, tiếng bà cụ giữa sân đình nói nhỏ, mỗi cuộc đời cũng giống một thước phim. Tuổi thơ tôi mãi cất giữ trong tim, giờ kỷ niệm nhuộm tóc cha bạc trắng, tôi mơ thấy mẹ tôi vai gánh nặng, mưa lối về ướt cả cánh cò bay. Quê hương ơi, còn không những tháng ngày, nơi phố thị tôi nhớ làng tôi lắm, ký ức gợi nỗi nhớ trong sâu thẳm, đưa tôi về thăm đất mẹ làng Chương. Vừa rồi, kênh vừa đọc xong bài thơ Đất mẹ làng Chương của tác giả nhạc sĩ nhà văn Trà Bình, đăng trên trang Facebook Đất và Người quân khu 3. Xin mời các bạn đón nghe bài thơ thứ hai với tựa đề Nói với con. Đời mỗi người như là một cuốn phim, pha buồn vui trộn khổ đau hạnh phúc, khi an nhiên lúc đắng cay cùng cực, gắng học mọi điều để đón nhận nghe con. Ngay từ đầu học nói tiếng cảm ơn và xin lỗi mọi người quanh con đó, học cách nâng niu những điều nhỏ nhỏ, trân trọng cuộc đời, trân trọng cả khổ đau. Lớn hơn chút thế giới muôn sắc màu, ở ngoài kia là vô vàn cám dỗ, chắt gạn đúng sai con luôn phải nhớ, thận trọng mọi điều kẻo vấp ngã nghe con. Rồi sau này bay cao và xa hơn, thấy cuộc sống có trăm ngàn ngã rẽ, có ánh hào quang, có hư danh, cả thăng trầm dâu bể, đối diện muôn điều con phải mạnh mẽ nghe không. Bởi thế giới này rộng lớn mênh mông, chất chứa đủ cả ngọt bùi cay đắng, sẽ không có đâu chuỗi ngày bình lặng, con phải học cách cân bằng mới thong thả an nhiên. Rồi ai cũng cuốn theo cơm áo gạo tiền, cả những tất bật lo toan triền miên ngày tháng.
cả những tất bật lo toan triền miên ngày tháng. Con chưa có quên đời từng ban tặng, vòng tay gia đình ấm áp dịu êm. Mệt mỏi ưu tư sầu đau yếu mềm, hãy trở về đây bên vòng tay mẹ, nơi có tình yêu ngàn đời lặng lẽ, ôm con vào lòng ru giấc bình yên. Các bạn thân mến, chương trình đọc thơ Suy Ngẫm Đừng Cười của kênh Văn Hóa và Lịch Sử ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong buổi đọc thơ tiếp theo.